nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt-Hàn, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Hệ Sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Việt Nam, Hiệp hội Kinh tế Văn hóa Hàn Việt và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức, Diễn đàn Hợp tác Việt-Hàn Vico 30, Diễn đàn sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2022 tại thành phố Hà Nội, với sự tham gia của gần 5.000 doanh nghiệp hai nước. Diễn đàn Vico 30 nhằm góp phần làm phong phú các hoạt động kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hàn Quốc, kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và giới thiệu tiềm năng, triển vọng, chính sách về khởi nghiệp, thương mại, đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chương trình kết nối và lan tỏa quảng bá hình ảnh, văn hóa con người Việt Nam năng động sáng tạo ra thế giới, mở ra chương trình xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư an toàn tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình các hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại sẽ tạo nên ngày hội giao lưu kết nối sâu giữa cộng đồng khởi nghiệp doanh nhân doanh nghiệp nhà đầu tư hiệp hội hội hàn quốc việt nam thúc đẩy hợp tác chuyển giao khoa học công nghệ kỹ thuật đầu tư thương mại du lịch giữa hai nước đồng thời thúc đẩy hơn nữa cơ hội xuất khẩu hàng hóa việt nam sang hàn quốc bên cạnh những khía cạnh này diễn đàn còn tạo không gian cho các bạn trẻ gia đình văn hóa việt nam hàn quốc doanh nhân doanh nghiệp giao lưu kết nối sau hai năm gián đoạn vì dịch bệnh